Hôm nay được đi ra ngoài cuối tuần. Hôm nay thứ bảy rồi, bớt đi cái hạn chế, được đi xa hơn chút xíu, được đi 10 cây số. Hôm nay đi ra ngoài shopping, đi chơi, đi làm vòng chơi, đấy, chuẩn bị đi. Giờ hai đứa nó đang đứng ở chiếc sân này. Đừng có đi té bây giờ. Mẹ Jackie đấy. Bú bù ghê lắm. Mẹ go. Đừng có đi vậy, em bắt chiếc theo chưa. Mẹ ra đây, câu hiện quê. Té. Take photo. Photo. 1, 2, 3, go. Rồi. Đi. Đi vô. Rồi. Khóa cửa đi. Biết lựa chỗ ỉa ghê thật. Nào đi. Let's go. Em mày go this way, Đây đấy à? Em mày go, here. Có tí tiếc chưa? Có đây tí chưa? Chưa có cái gì. Đi đâu? Ai mà biết. Ôi mẹ sit down nha, sit down được không? Yes, she can look. Tập lên là ô, giỏi thế. What did rồi, you find? Chuẩn bị sẵn sàng. Em mẹ leo được trên ghế luôn rồi. Đấy, cái an toàn thắt vô. Sẵn ra đi. Ok. Let's go. Rồi. Rồi đi thôi.